Vâng, xin chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu, và chúng ta lại gặp lại nhau tại sân bóng Cơ Xuân. Và đây sẽ là trận chung kết của giải bóng đá chào mừng lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Cuộc đối đầu giữa đội bóng FC Gia Việt cùng với FC Phúc Sinh. Đây còn được ví giống như là một trận derby của Gia Việt, giữa Gia Việt trẻ cùng với Gia Việt già. Và trong hiệp đấu tiên của trận đấu giữa Gia Việt cùng với Phúc Sinh thì Gia Việt là đội sẽ cầm quyền giao bóng. Như vậy tiếng còi bắt đầu hiệp 1 trận chung kết của giải bóng đá chào mừng lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 đã được bắt đầu. Và không để cho quý vị khán giả đợi lâu, chúng ta sẽ cập nhật nhanh đội hình xuất phát của đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì Phúc Sinh đã giành chiến thắng với tỷ số là 7-2 trước cao thủ Minh Khai. Xin lỗi, tỷ số là 7-3 trước cao thủ Minh Khai. Trong trận đấu mà Idol Cán Crit cũng đã có bàn thắng nguy hiểm. Cơ hội và 1-0 dành cho cầu thủ FC Gia Việt. Tình huống ghi bàn là của Khánh Trềm. Trước đó là một cú dứt điểm, bóng tìm tới cột dọc khung thành của Hưng FC. Nhưng sau đó thì tình huống băng vào đá bồi của Khánh Trềm là không thể cản phá. Trận đấu đã sôi động ngay từ những giây phút đầu tiên. Tài Bộ Đội là người đã đưa ra cú dứt điểm đầu tiên. Nhưng ở trong tình huống đá bồi thì đã không có bất cứ một cơ hội nào dành cho thủ thành xuất sắc nhất của vòng chung kết bóng đá 7 người toàn quốc. Và ghi bàn và ăn mừng rất cảm xúc của Khánh Trềm. Ngày hôm nay thì anh đã hạ gục được người đàn anh của mình. Hiện tại thì luồng livestream đang chứng kiến sự góp mặt của 4.000 anh em. Thực sự là rất rực rỡ và tuyệt vời ở trong trận đấu cuối cùng. Phúc Sinh theo đúng cú pháp của ban tổ chức đã ghi ra ở trong phần game comment của livestream trên nhịp đập iPhone. Cùng với đó là sẽ dự đoán tỷ số trận đấu trước phút 45. Khánh Trềm tiếp tục là gọi căng ngang. Đây rồi. Không có bàn thắng. Vừa rồi thì Quốc Văn đã có một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng dành cho Phúc Sinh. Những người đàn anh thực sự đang hơi ngợp so với tốc độ của những chàng trai trẻ trung. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Nhật Nhỏ. Nhật Nhỏ giải đấu này đang thi đấu thực sự thăng hoa. Đang công tác tại đội bóng Gia Việt với tư cách là huấn luyện viên thủ môn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Gia Việt cũng đang không có bất cứ một thủ môn nào khác, nên là anh cũng đang phải xò găng vào sân thi đấu. Dứt điểm rất nguy hiểm. Bản năng sát thủ của Long Lạc cũng đã được thể hiện ở trong tình huống vừa rồi. Phá chụp thời cơ rất nhanh. Tình huống ra chân mà cũng khiến cho khán đài phải ồ lên với tình huống dứt điểm của Lộc. Ngọc Nhỏ. Dứt điểm 2-0. 2-0 dành cho cầu thủ Gia Việt. Vẫn là Khánh Trềm. Thực sự thì Khánh Trềm vẫn đang chứng tỏ vai trò không thể thiếu của mình ở trong đội hình của Gia Việt. Một cú đụm dành cho đội trưởng của đội bóng áo xanh. Một bàn thắng bằng chân trái và một bàn thắng bằng chân phải. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này để nhìn rằng bàn thắng của Khánh Trềm đã đẹp tới như thế nào. Một pha bóng tấn công vào một khu vực trung lộ và Ngọc Nhỏ đã đưa ra một tình huống kiến tạo quá vừa vặn với đá băng vào của Khánh Trềm. Cú quăng chân bằng chân phải là không thể cản phá. 2-0 dành cho Gia Việt ở phút thứ 15 của trận đấu này. Khánh Trềm, bóng vẫn còn, Nhật Nhỏ không vào. Tình huống mà Hưng FCL đã thi đấu xuất sắc. Gia Việt đang thi đấu thực sự hứng khởi với một nguồn cảm hứng mang tên Khánh Trềm. Vừa rồi thì Khánh Trềm đã tiếp tục đưa ra một pha dọn cỗ. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Ngọc, xin lỗi, của Nhật Nhỏ đã không thể chiến thắng được tòa tháp trong khung gỗ của Phúc Sinh. Nguy hiểm, không được. Thủ thành Tiến Dương đã có một tình huống cứu thua xuất sắc. Và sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ Phúc Sinh. Pha bóng bằng Ngọc Ngựa đã tận dụng tốt chiều cao của mình và đưa ra được một tình huống dứt điểm bằng đầu nguy hiểm. Ok, cũng rất mong anh em thông cảm vì ngồi ở sân bóng ở làng quê thế này thì việc xuất hiện những tiếng kéo thuốc nào thì cũng không phải là một điều khó hiểu. Vừa rồi thì lại là một siêu phẩm. Một siêu phẩm khống chế và dứt điểm của Ngọc Nhỏ. Cầu trường đã bùng nổ với bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Gia Việt. Thủ thành Tiến Dương đã có một pha ném bóng thực sự là quá xuất sắc. Tình huống ném bóng như đặt vào chân dành cho Ngọc Nhỏ. Tình huống khống chế bóng bằng ngực cũng quá hay. Và sau đó là cú xoay người dứt điểm.
Hưng FC đã không có bất cứ một cơ hội nào để đưa ra tình huống cản phá. Và pha đổ người của Tòa Tháp bên phía Phúc Sinh cũng chỉ là tô điểm cho bàn thắng của Ngọc Nhỏ đẹp hơn mà thôi. Đấu cũng đã bước sang phút bù giờ đầu tiên và tỷ số đang là 3-0 nhưng về phía Gia Việt với cú đúp của Khánh Duyên cùng với đó là một bàn thắng rất đẹp mắt của Ngọc Nhỏ. Bóng vẫn còn, tiếp tục là cú dứt điểm, nhưng lần này thì cột dọc đã cứu thua cho cầu thủ Phúc Sinh. Hàng phòng ngự của Phúc Sinh đang thực sự gặp vấn đề. Họ không bố trí được những con người theo kèm những cầu thủ bên phía Gia Việt một cách vừa vặn. Đang có. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu và chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu chung kết của giải bóng đá chào mừng lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Cuộc đối đầu giữa đội bóng Gia Việt cùng với Phúc Sinh. Nguy hiểm và như vậy đã có bàn thắng ngay lập tức. Bàn thắng đầu tiên của Gia Việt, xin lỗi, bàn thắng đầu tiên của Phúc Sinh ở trong trận đấu này. Ở giây thứ 13 của hiệp đấu thứ hai thì Phúc Sinh đã có bàn rút ngắn tỷ số trước cầu thủ Gia Việt. Chắc chắn với bàn thắng vừa rồi thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong hiệp đấu thứ hai. Một tình huống làm bàn của Hà Khoai với một cú dứt điểm trái phá. Thủ thành Tiến Dương mặc dù đã chạm được tay vào bóng nhưng nó là không đủ để có thể cứu thua cho Gia Việt. Hai đội bóng vẫn đang cống hiến và tạo nên một thế trận cực kỳ sôi động dành cho toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trên sân cùng với là những khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu trên luồng live stream. Và đưa bóng lên trên, vẫn là cơ hội dành cho cầu thủ Gia Việt, dứt điểm không vào. Đẳng cấp của Hưng FC đã được thể hiện là trong tình huống vừa rồi. Nhưng cũng phải nói tới pha phối hợp của Gia Việt là quá nhuần nhuyễn. Nhật Nhỏ và Ngọc Nhỏ vẫn đang tìm thấy nhau ở trong trận đấu này. Bá Đức chưa thể đưa ra giải pháp xử lý. Đại Dương dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đi sát sạt với khung thành của Tiến Dương. Rất đáng tiếc cho Khánh Diêm, một tình huống mà hàng phòng ngự của Phúc Sinh đã thi đấu một cách lơ là và họ đã để cho Gia Việt có được cơ hội đối mặt với Hưng FC rất nguy hiểm. Và đó là bàn thắng thứ hai, bàn thắng thứ hai của Phúc Sinh. Ngay sau khi Gia Việt bỏ lỡ thì Phúc Sinh đã lập tức có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Một pha bóng thật sự là quá ảo diệu, một góc sút quá hẹp nhưng Văn Vớ Vẩn vẫn tạo nên điều thần kỳ. Thì cũng kiến tạo tới từ vị trí của Bá Đức. 2-3 và trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong 20 phút còn lại của trận đấu này, tính cả thời gian bù giờ. Chúng ta được theo dõi lại siêu phẩm, thực sự là trận chung kết đang đem lại cho chúng ta rất rất nhiều những siêu phẩm bàn thắng. Một buổi chiều mãn nhãn đã gửi tới toàn thể quý vị khán giả. Có thể nói bàn thắng vừa rồi của Văn Vớ Vẩn là khó tin với một góc sút hẹp tới như vậy. Lên bóng dành cho Gia Việt, Bì Long rất thoáng, 3-2, Công Huấn trả ngược, dứt điểm. Và đó là bàn thắng thứ tư và là cú hat-trick của Khánh Diêm. Hat-trick dành cho Khánh Diêm, 4-2 dành cho Gia Việt. Một tình huống phản công thực sự quá mẫu mực. Bì Long đã tận dụng tối đa tốc độ của mình. Sau đó thì đường truyền của Công Huấn trả ngược Bì Long. Và sau đó pha bước đường bóng về phía cột dài. Không có bất cứ một lý do nào để Khánh Diêm từ chối tình huống kiến tạo vừa rồi. 4-2 dành cho Gia Việt. Khi mà tinh thần gỡ hòa của Phúc Sinh đang lên rất cao. Là một trong những cựu cầu thủ của Gia Việt, anh cũng đã thi đấu cho Gia Việt tại HPL S6 và HPL S5. Cơ hội dứt điểm. Lần này thì Hưng FC đã từ chối bàn thắng của Bi Long. Những điểm nhấn ở trong tình huống vừa rồi là pha giật gót rất điệu nghệ của Nhật Nhỏ. Thì cũng trả bóng fair play của cao thủ Phúc Sinh. Trận đấu được tiếp tục. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và tinh thần của Phúc Sinh vẫn đang được đôn đốc một cách rất cao. Và tiếp tục là cơ hội vẫn không vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng chốt lại cho top 3 đội bóng đạt thành tích cao nhất tại giải bóng đá chào mừng lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Giải đấu này có sự tham dự của 8 đội bóng. Và khi mà chúng ta chuẩn bị kết thúc giải đấu năm nay, tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức
gửi lời cảm ơn tới toàn thể tao đội bóng đã tham dự và góp mặt tại giải bóng đá chào mừng lễ xuân Nhâm Dần 2022. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận chung kết của giải đấu chào mừng lễ hội xuân Nhâm Dần 2022 đã vang lên. Phần thắng chung cuộc của trận đấu giữa Gia Việt và Phúc Sinh đã có kết quả. Gia Việt đã vượt qua Phúc Sinh với tỷ số là 4-2 khi những anh em Gia Việt trẻ đã giành chiến thắng trước những người anh em Gia Việt già. Một trận đấu mà hai đội bóng đã cống hiến cho toàn thể quý vị khán giả tổng cộng 6 bàn thắng với rất nhiều những tình huống ghi bàn đẹp mắt. Hãy like Palm Media và Palm Media Online để đón xem nhiều video hấp dẫn.